Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. Hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Acon. Thì trong vlog ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cái bài mà các bạn sẽ làm những cái bài là nhảy xe và những bài nhảy cao giúp cho các bạn phát triển chiều cao, và những bài này nó sẽ có trong video án Acon 4 nha. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu thuê mình làm coach á, làm huấn luyện viên online á, thì click vào phía bên dưới cái phần link mô tả á, để liên hệ với cái fanpage của mình và nhắn tin cho mình, thì mình sẽ đưa cho bạn cái thông tin về cái khóa coach và cái thông tin về cái giá để thuê cái mình thuê mình làm huấn luyện viên cá nhân nha. Ok, thì bắt đầu thôi, mình sẽ chỉ cho bạn. Đầu tiên là những cái bài nhảy cao trước. Okay, thì cái bài đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một sợi dây thun. Đây, sợi dây thun này thì các bạn tìm rất là dễ. Các bạn mua dây thun này là dây thun để chúng ta nó cột cái bịch bóng lại á. Đây, các bạn có thể tìm nó ở trong cái tạp hóa. Ở trong những tạp hóa các bạn chỉ việc mua khoảng 2-3 nghìn thôi là các bạn sẽ có một nắm. Và sau đó thì các bạn sẽ đan nó lại thành một cái đường dài thế này đó. Và chúng ta sẽ cột về hai bên. Các bạn có thể cột vào hai bên cánh cửa hay là ở đâu đó tùy thích nha. Ok. Bạn còn thì tại sao các bạn lại sử dụng dây thun? Bởi vì sao? Thì các bạn cũng có thể sử dụng những loại dây khác như là dây thừng. Các bạn có thể sử dụng những loại dây khác như là dây thừng cũng được. Nhưng mà khi mà các bạn nhảy á thì nó có cái độ căng, các bạn nhảy các bạn chạm vào sợi dây á thì nó sẽ khiến cho các bạn bị vấp. Còn sợi dây thun á, khi mà các bạn nhảy á, lỡ các bạn mà đụng trúng cọng dây thì sợi dây thun nó có sự co giãn nên là nó cũng không có sao hết. Đó. Ok. Thì bài đầu tiên là bài nhảy xe nha. Quên, bài nhảy cao. Nha. Bài nhảy cao. Rồi. Các bạn khom người để đây. Rồi dùng hai tay chúng ta sẽ văng và chúng ta sẽ nhảy lên. Rồi. Thì đối với cái bài đầu tiên á thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bài đó là nhảy cao. Nhảy cao vượt chướng ngại vật nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có một chướng ngại vật, đó là một sợi dây thun. Như vừa nãy nói thì các bạn nên sử dụng sợi dây thun để cho nó an toàn nhất. Đó, thì bài đầu tiên chúng ta sẽ khom người và chúng ta sẽ tiến đè và chúng ta sẽ búng và chúng ta bật lên. Và các bạn lưu ý là cái bài này các bạn phải tiếp đất một cách nhẹ nhàng nha. Không thể nào mà tiếp đất như gầm 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 như thế này là được. Đó, tiếp đất nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta sẽ nhảy. Rồi, chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta văng người lên. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhảy không lại. Every day that I wake up. Đó. Nếu mà đối với sợi dây thun á, chúng ta nhảy mà tay có chạm xuống cọng dây thì cũng không sao với chuyện này. Everybody still doubts me. Nó co giãn, nó chạy sao hết. Đó. All my lyrics so loudly. I miss the time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting with. Dùng hai tay để văng người lên. Never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. Okay. Can we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all these lectures. Đó. Tiếp. Ok, thì đối với cái bài này á, thì nếu mà bạn nào tập trên cái bề mặt cát á thì các bạn không cần mang giày, các bạn đi chân không cũng được. Nhưng mà đối với các bạn nào mà nhảy trên cái bề mặt xi măng giống như mình, đây cái bề mặt thì như thế này, thì bắt buộc các bạn phải mang giày. Bởi vì khi mà nhiều khi các bạn nhảy sai á thì chân của bạn nó sẽ bị va chạm vào cái bề mặt xi măng và các bạn sẽ bị chấn thương hoặc là nhẹ á, thì các bạn sẽ bị chày da tóc gãy. Đó. Thì các bạn chân của bạn nó sẽ có những cái vết thương. Nên là để an toàn thì các bạn phải nên mang giày cho mình nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài thứ hai. Thôi. Thôi đứng ngang lại. Rồi, bài thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện một bài, đó là bài nhảy xe. Nha. Thì cái bài này cũng tương tự như bài lúc nãy thôi. Thì các bạn dùng tay, các bạn văng người. Bạn dùng tay, các bạn văng người mình thấy nè. Văng người đấy nè.
nhảy sập xe càng xa càng tốt nha. Các bạn có thể dùng cái gì đó để đo khoảng cách, các bạn sẽ dùng phấn hay gì đó, các bạn việc ở phía dưới để đo khoảng cách, rồi các bạn dùng tay ba người nhảy càng xa càng tốt. Và các bạn chú ý á, là chúng ta đối với những bài này, các bạn chân của bạn nó sẽ tiếp đất một cách nhẹ nhàng nha, đừng có tiếp đất gầm, chấn thương gắn chịu á. Rồi thì đối với cái bài này á, các bạn sẽ dùng tay các bạn văng ngay phía sau để các bạn lấy đây, sau đó lúc mà các bạn giơ lên về phía trước á thì nó sẽ có một cái nền tảng sức mạnh để các bạn nhảy thật là xe đó. Văng đi, văng về phía sau đó, rồi quay ngược lại đó, đúng rồi, tiếp đất nhẹ nhàng nha. Rồi giờ nhảy không mang tay thử xem nó có xem được như vậy không. Không, nếu mà các bạn nhảy mà các bạn không mang tay như vậy á, rồi nhảy cái nữa ấy. Không mang tay đó, khi mà các bạn nhảy không mang tay như vậy á thì cánh tay của bạn nó sẽ bị mất đè đó, thì các bạn dễ bị dập mặt. Nhiều khi các bạn sẽ bị tí vào mặt, các bạn sẽ tiếp đất chạm đất rồi các bạn sẽ bị chảy máu mũi nha, ráng chịu á. Thì mình đã cảnh báo cái kỹ thuật đó, đúng rồi. Rồi tiếp theo là một cái bài nhảy, đó là nhảy văng người lên cao đó. Rồi mình sẽ để cái micro dưới đây rồi nha. Tư thế thì đối với cái bài nhảy này là lúc nào các bạn sẽ dùng tay để lấy đè nha, để bật lên càng cao càng tốt. Thì cái việc dùng tay để lấy đè á thì nó sẽ khiến cho các bạn điều chỉnh được cái trọng lượng của cơ thể của mình, là nó sẽ giúp cho các bạn, cơ thể của bạn nó lúc nào cũng trong cái trạng thái cân bằng, nó sẽ không bị mất đè giống như cái bài nhảy xe hôm nãy đó. Rồi chúng ta sẽ rồi. Đó. Rồi một bài tiếp theo đó là cái bài nhảy cao đổi chân. Thì bài này nó cũng như tương tự như cái bài trước, thì các bạn vẫn dùng tay để lấy đè nha. Rồi dùng tay văng người, tư thế đầu tiên là vậy nha. Hoặc là chúng ta sẽ dùng tay chống lên hông như thế này. Ok các bạn, thì bây giờ cũng gần 6 giờ rồi. Thì các bạn thể thấy là đầu video có nắng và cuối video thì nó hết nắng rồi. Thì mình cũng sẽ tranh thủ để quay cho nó kịp nha các bạn. Thì bài tiếp theo là một cái bài mà các bạn, những bạn nào mà hay tập bóng rổ á thì các bạn sẽ biết cái bài này. Thì được do bóng rổ sử dụng rất là nhiều. Đó, thì các bạn sẽ chạy từ xe tới, các bạn lấy đây khoảng 3-4 bước rồi các bạn sẽ nhảy lên. Rồi các bạn nhảy, các bạn bung lên hết sức có thể, tay các bạn sẽ chạm vào cái rổ. Đó, tương tự là phía trên này có một cái rổ nha, các bạn nhảy lên rồi các bạn sẽ chạm vào. Đó, thì bây giờ thì bạn Huy, học viên của mình sẽ cho các bạn xem. Rồi cái nữa. Tiếp đất nhẹ nhàng thôi. Lại chưa đúng lắm. Cái nữa. Rồi ok, tạm ổn. Ok bạn, thì bây giờ sẽ là bài cuối cùng nha. Rồi. Đầu tiên là các bạn sẽ để tay như thế này. Đó. Rồi các bạn sẽ nhảy rút gối lên, sao cho đầu gối của bạn chạm vào mũi chân. Đó. Đầu gối của bạn chạm vào tay chứ nha. Nếu bạn nào mà tập lâu rồi á thì các bạn sẽ giơ tay cao lên và các bạn sẽ nhảy, đầu gối bạn sẽ chạm lên cái bàn tay như thế này. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn cảm thấy hay á thì hãy like và share cho mọi người mình nhé. Tạm biệt các bạn. Hình như còn bài nữa sao ạ.